Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10 TV hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2020, gồm các bản tin sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Trump ngừng tài trợ Tổ chức Y tế Thế giới sau quy kết bao che Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc tổ chức y tế thế giới WHO quản lý kém và che giấu cũng như thông tin sai lệch về dịch vi khuẩn Vũ Hán, tuyên bố sẽ ngừng tài trợ tiền bạc cho tổ chức này. Trong một cuộc họp báo thường nhật về dịch vi khuẩn Vũ Hán tại tòa Bạch Ốc ngày 14 tháng 4, ông Trump cho biết đã chỉ đạo chính phủ Mỹ phải tạm ngưng tài trợ cho WHO vì tổ chức này đã thất bại trong việc hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản và cần phải chịu trách nhiệm cho việc này, theo hãng tin Reuters tổng thống trump cũng nói thêm rằng chính phủ mỹ đang tiến hành một cuộc đánh giá về vai trò của who trong việc quản lý kém che giấu và giúp truyền tải những thông tin sai lệch về dịch vi khuẩn vũ hán từ phía trung quốc ông trump lập luận rằng lẽ ra đã có thể dập dịch ngay tại nguồn nhưng vì thông tin sai của who đã dẫn đến việc dịch bùng phát và lây lan rộng hơn trên toàn thế giới theo hãng tin afp nếu who làm đúng nhiệm vụ của mình để các chuyên gia y tế đến trung quốc đánh giá khách quan tình hình thì dịch bệnh đã có thể được ngăn chặn tại nguồn với rất ít cái chết. Điều này sẽ cứu sống hàng ngàn người và tránh thiệt hại kinh tế trên toàn thế giới, ông Trump nói. Trước đó, ông Trump có nói đang cân nhắc không để Mỹ đóng góp nữa sau khi WHO chỉ trích quyết định hạn chế du lịch tới Trung Quốc của chính quyền Washington. Tuy nhiên, lý do ngừng tài trợ cho WHO mà ông Trump đưa ra ngày 14 tháng 4 là về những thất bại của tổ chức này trong việc góp phần ngăn chặn đại dịch. Ngoài ra, ông Trump cho biết sẽ thảo luận về việc sẽ làm gì với số tiền dự tính tài trợ cho WHO này, theo hãng tin AFP. Năm 2019, Mỹ là quốc gia tài trợ nhiều nhất cho WHO với số tiền lên đến 400 triệu Mỹ Kim. Phát biểu của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ ghi nhận thêm 2.228 ca tử vong trong ngày 14 tháng 4 số người qua đời vì dịch kỷ lục từng được ghi nhận trong vòng một ngày tại nước này, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc vì dịch vi khuẩn Vũ Hán lên 28.300 người. Kỷ lục về số ca tử vong trong ngày từng được ghi nhận trước đó của nước này là 2.069 ca vào ngày 10 tháng 4. Ngoài ra, hãng tin Reuters cho biết, cột mốc thứ hai đáng ghi nhận tại Mỹ ngày 14 tháng 4 là hiện nước này đã có hơn 600.000 ca nhiễm. Sở Y tế New York cho biết, Số ca tử vong của thành phố hiện đã vượt mốc 10.000 người. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Số người chết vì dịch vi khuẩn Vũ Hán tại Ý vượt 21.000 ca. Giới chức Ý xác nhận số ca tử vong vì dịch tại nước này đã vượt 21.000 người, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý ngày 14 tháng 4 thông báo ghi nhận thêm 602 ca tử vong vì dịch nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 21.067 người. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, nước Ý ghi nhận số ca tử vong trong ngày tăng so với ngày trước đó. Nước Ý ngày 14 tháng 4 cũng có thêm 2.972 ca, giảm so với 3.153 ca và là số ca nhiễm trong ngày thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 3. Tính đến nay, nước Ý có 162.488 ca mắc dịch vi khuẩn Vũ Hán. Ý hiện là nước có số ca tử vong xếp thứ hai thế giới sau Mỹ và có số ca nhiễm cao thứ ba sau Mỹ và Tây Ban Nha. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý cho biết, 3.186 người đang được chăm sóc tích cực tại Ý vào ngày 14 tháng 4, giảm so với 3.260 người một ngày trước đó. Đây là ngày giảm thứ 11 liên tiếp về số bệnh nhân chăm sóc tích cực tại Ý. Ý ngày 14 tháng 4 có 37.130 ca được hồi phục, tăng so với 35.435 ca một ngày trước đó. Ý, nền kinh tế lớn thứ ba khu vực, đồng tiền chung châu Âu, đã gặp nhiều khó khăn sau một tháng áp lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch vi khuẩn Vũ Hán. Hầu hết doanh nghiệp đều đóng cửa, ngoại trừ một số doanh nghiệp được xem là đóng vai trò thiết yếu trong chuỗi cung ứng của Ý. Hơn 15.000 người chết tại Pháp Người đứng đầu Cơ quan Y tế Pháp Salomon ngày 14 tháng 4 cho biết số ca tử vong vì dịch vi khuẩn Vũ Hán tại các bệnh viện và viện dưỡng lão đã tăng 5% trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 15.729 trường hợp. Trước đó, tỷ lệ tăng trong 2 ngày, ngày 12 tháng 4 và 13 tháng 4 là 4%. Tổng số mắc ca dịch vi khuẩn Vũ Hán tại các bệnh viện và bị dưỡng lão tại Pháp tính đến nay đã lên tới 143.303 người, xếp thứ tư thế giới sau Mỹ, Tây Ban Nha và Ý. Số bệnh nhân được điều trị tại các phòng chăm sóc tích cực ở Pháp ngày 14 tháng 4 đã giảm từ 6.821 người xuống còn 6.730 người trong 24 giờ, đánh dấu ngày giảm thứ sáu liên tiếp đây là tín hiệu cho thấy lệnh phong tỏa toàn quốc dự kiến kéo dài tới ngày 11 tháng 5 đã có kết quả trong việc kiểm soát dịch tại Pháp. Thưa quý vị, Pháp triệu tập đại sứ Trung Quốc sau bình luận gây phẫn nộ về dịch vi khuẩn Vũ Hán. Pháp đã triệu tập đại sứ Trung Quốc sau khi một nhà ngoại giao của Bắc Kinh đưa ra những bình luận gây tranh cãi về cuộc chiến chống dịch vi khuẩn Vũ Hán của Pháp, khiến chính giới Paris phẫn nộ. Bộ ngoại giao Pháp ngày 14 tháng 4 cho biết Họ đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Pháp Sa Yi để phản đối những bình luận gây tranh cãi mà đại sứ Trung Quốc tại Paris đưa ra về cuộc chiến chống dịch của Pháp. Tôi đã nêu rõ ràng sự phản đối với những bình luận gần đây khi đại sứ Trung Quốc được triệu tập sáng nay. Ngoại trưởng Pháp Lee Ryan phát biểu, nhấn mạnh rằng các động thái trên từ phía cơ quan ngoại giao Trung Quốc là không phù hợp với mối ban giao song phương giữa hai quốc gia. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp trong nhiều tuần qua được cho đã thực hiện các chiến dịch đăng tải thông tin quảng bá về việc Trung Quốc thành công trong việc kiểm soát dịch, trong khi bày tỏ quan điểm chỉ trích cách ứng phó của các nước phương Tây, theo AFP. Cuối tuần qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp đăng tải trên trang web chính thức một bài viết mang tên Lật lại những sự việc bị bóp méo, những quan sát của một nhà ngoại giao đương nhiệm tại Paris. Nhà ngoại giao giấu tên trong bài viết trên đã chỉ trích mạnh mẽ phản ứng của phương Tây với dịch bệnh là chậm trễ. Với Pháp, nhà ngoại giao Trung Quốc cáo buộc các nhân viên làm trong nhà dưỡng lão rời bỏ vị trí trong đêm và để người già chết trong cơn đói và bệnh tật. Theo AFP, bình luận trên đã gây phẫn nộ trong giới chính trị Pháp và nhiều người đã lên tiếng bảo vệ các nhân viên nhà dưỡng lão. Ngoại trưởng Pháp khẳng định, trong cuộc chiến với đại dịch không có chỗ cho các tranh cãi và Pháp ủng hộ sự thống nhất, đoàn kết, hợp tác quốc tế. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Nga tiếp tục xuống nước với Mỹ để cứu vãn tình thế nguy hiểm. Lo ngại tình thế nguy hiểm khi thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Nga và Mỹ không còn hiệu lực, Moscow tiếp tục thể hiện lập trường xuống nước với hy vọng sẽ kéo được Washington đến bàn đàm phán. Cụ thể, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 14 tháng 4 tuyên bố, Nga sẵn sàng thảo luận về các tên lửa siêu thanh và các vấn đề kiểm soát vũ khí khác với Mỹ như một phần của cuộc thảo luận rộng hơn về sự ổn định chiến lược. Các thỏa thuận kiểm soát vũ khí thời chiến tranh lạnh đang gặp nguy hiểm khi mối băng giao giữa Nga và phương Tây xấu đi trong những năm gần đây. Hồi tháng 8 năm ngoái, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF, một hiệp ước kiểm soát vũ khí mang tính lịch sử và chiến lược. Lý do cho việc Mỹ phá bỏ INF là do nước này cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước. Cả Nga và Mỹ giờ đây đều đang phát triển các tên lửa siêu thanh để mở rộng năng lực quốc phòng. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 1 đầu năm nay còn đích thân giám sát một vụ thử tên lửa siêu thanh trên bán đảo Grimm. Những tên lửa như vậy có thể bay nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh và có thể đổi hướng. Vì thế, chúng rất khó để ngăn chặn. Một số chuyên gia lo sợ việc triển khai các tên lửa siêu thanh có thể chăm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới. Ngoại trưởng Lắp Rốp hôm qua đã bày tỏ, ông muốn đối thoại lại một lần nữa với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo sau khi nhận được một cuộc gọi từ ông Pompeo cách đây vài ngày. Trong cuộc điện đàm đó, Ngoại trưởng Pompeo đã đề cập đến việc nói lại các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí và sự ổn định chiến lược. Chúng tôi quan ngân sự quan tâm của các đối tác Mỹ bởi chúng tôi đã khuyến khích họ giải quyết những vấn đề đó một cách tích cực hơn trong một thời gian dài, ông Lắp Rớp cho biết. Chúng tôi để ngỏ khả năng đối thoại về những bước phát triển mới, bao gồm cả các vũ khí siêu thanh, trong bối cảnh tôi đặc biệt nhấn mạnh là khi chúng ta xem xét mọi khía cạnh và yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định chiến lược, không có ngoại lệ, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho hay. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình chống hạm. Quân đội Hàn Quốc thông báo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa chống hạm ra biển trong ngày 14 tháng 4. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS ngày 14 tháng 4 thông báo Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa ra ngoài vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản vào sáng cùng ngày. Loại tên lửa được xác định là tên lửa hành trình chống hạm tầm ngắn. Doanh Háp dẫn thông báo của JCS cho biết, các tên lửa được phóng từ thành phố Moncheon, tỉnh Kangwang, bay được khoảng 150 km trước khi rơi xuống biển. Quân đội đang theo dõi sát sao tình hình để phòng có thêm vụ phóng, đồng thời duy trì tính sẵn sàng, JCS thông báo. Vụ phóng tên lửa diễn ra một ngày trước kỷ niệm ngày sinh thứ 108 của cố chủ tịch Kim Il Sung, ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Vụ phóng cũng diễn ra trước khi Hàn Quốc bước vào cuộc bầu cử quốc hội ngày 15 tháng 4. Đây là hành động quân sự mới nhất trong số nhiều vụ phóng thử vũ khí và tập trận của Triều Tiên trong những tháng gần đây giữa lúc tiến trình đối thoại với Mỹ về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bị bế tắc. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi Bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.